Hi, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có về nhà bên nội vợ mình làm đám giỗ các bạn ơi. Thế hôm nay mình sẽ quay clip này cho các bạn xem. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Giờ mình mời các bạn cùng theo dõi mình quay clip này nhé. Bây giờ mình đi lặt bông để làm slot thò. Slot thò là tiếng người Khmer các bạn. Nói chung là làm cái bông để mình cúng cho ông Phật, cho Đức Phật. Ta kêu là làm slot thò. Bẻ bông này cho bà cụ và bà trang trí các bạn. Thường thường thì người Khmer chúng tôi nếu mà làm đám giỗ cúng giỗ của ông bà đầu tiên thì thường thường có làm xá lắc tho này các bạn để cúng cho Đức Phật. Đây đây bà cụ đang xếp lá trầu và một cây nhang để mình lát mình sẽ trang trí cho cây xá lắc thơ. Đây là cái chuối đây các bạn, cái chuối rồi sẽ trang trí bông hoa lên trên cái chuối. Đây là một lá trầu và một cây nhang. Thank you.
rượu mì nha ơi. Anh rượu con bánh né. Đây trên này mình trang trí 5 cây đèn cầy. Và 5 cái nhang bỏ vô lá trầu. Giờ mình đem đi để cho Đức Phật các bạn. Đấy, mình làm món quà xong mình để trang trí chỗ Đức Phật mang quà. Lát bốn vị sư thì ngồi chỗ này để tụng kinh. Cái này là món gì? Curry. Đi theo kho. Cái này là curry gà hả? Curry vịt cho ơi. Gà vịt luôn. Đó là thịt heo kho hột vịt. Tối qua nhìn thấy các bạn. Để ta làm cái mùi hết đi rồi thấy nó hết cái mùi này. Nè, luôn nước lèo. Vô qua chả sạch đi. Á, vô đây rồi. Cái giấc ngủ ba ngày. Để vô phòng cái giấc ngủ. Mấy giờ ăn ngủ một cái lâu nha. Uống hơi ít chăng. Ừ, chăng dạ, nó hay mình lâu lâu hết rồi. Là bôi nung chọc bông vừa đây. Bông chọc nung lèo. Cái này là bôi. Cái đặt rồi đặt phải. Đây là nồi nước lèo các bạn ơi. Nồi nước lèo sôi ục ục luôn. Đây là nồi đồ ăn đã chuẩn bị xong. Tới thôi. Đây là nồi thịt kho hột vịt. Đây là nồi curry gà. Curry gà vịt chặt luôn không? Curry này ăn với bánh mì nè. Bánh mì ăn curry. Đây là món gì? Cù lao. Cù lao. Món súp cù lao. Cù lao. Nước mắm chua. Ăn với cuốn mì. Cuốn mì. Đưa em chuyển lên đây thằng bác. Em anh chuyển lên. Đây là cô vua đầu bếp. Đây mẹ trẻ đi thằng bát. Đây chú này đi thằng bát lấy thức ăn gì cho chùa, cho ông sư ở chùa. Cái thôi đó mẹ trẻ đó. Cuốn mì bữa nay cuốn mì năm giỗ. Đây. Nếu mà ngon thì trong bà con cũng hết. Nếu mà không ngon bà con cũng đừng chấp nhất đi nha. Rồi, thông cảm đi, không bị. Nhà quê cũng vậy đó. Ngon thì bà con cũng hết. Thì tính theo dở. Nhưng mà anh phải đầu bếp đâu. Cái này là cũng như là trong xóm để lại phụ giúp để làm mình ăn bà con cho vui. Bây giờ tôi ngồi anh thay đổi. Bảo đảm nha, thay đổi. Cùng mốt. Giờ tôi là cuốn nó thay đổi. Bảo đảm nó thay vô mày anh nữa. Nào. Thôi thôi.
Đây, cung bì rất là đẹp luôn các bạn ơi. Khoan nè, đẹp không? Đẹp, đẹp. Đẹp không? Chèn chèn ăn lượp lượp luôn. Trời lập, ơi, lập. Nè, đó. Trời ơi, à, mình thay vô ăn cho được. Quay lại tôi quay. Mình cho máy, máy, đặt rồi. Thay vô ăn, đừng cho dính á. Ừ, cho nó mướt, đừng cho nó dính bánh. Cho nó mướt. Nó có mua quê hả, tôi cũng chén mà. Hả? Bạn vui, ôi trận trận tại. Để ra đi rồi đi cắt bún anh. Ừ. Bún dễ luôn nha. Bún bánh dễ ha. Để nước cái miếng tay. Đây bánh trái chuẩn bị dâng lên cho ông sư. Bọn bên trong lại mỗi mỹ hương mỹ hương keo ăn bữa chị bữa nữa đúng thế nghe cái keo này đây đặt cái này đây tờ trình mấy chén nhỏ luôn rồi đi cho tôi nã. Vị sư đã đến thọ thực các bạn. Đi ông sư qua tụng kinh này các bạn và thọ thực để cúng cho buổi đám giỗ hôm nay. Thay ra bà nội mình này các bạn. Xin chào Thank you.